Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bản Vẽ Nhà. Hôm nay thì kênh Bản Vẽ Nhà sẽ cung cấp cho các bạn một mẫu nhà 2 tầng chữ L hot nhất năm 2020 dành cho tất cả các bạn. Thì trên màn hình của các bạn đây là mẫu nhà chữ L mà hôm nay mình vừa mới thiết kế ra dành cho tất cả các bạn. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng tổng quan của ngôi nhà này từ đằng trước cho đến đằng sau của ngôi nhà. Đấy. Ngôi nhà này thì thiết kế là nhà 2 tầng. Và đằng trước là có sảnh và ban công rất là thông thoáng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào chi tiết và tham quan ngôi nhà này. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu ngôi nhà này ở tầng 1. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào ngôi nhà, tổng thể ngôi nhà. Đầu tiên đó chính là sảnh. Vị trí sảnh ở đây thì mình bố trí sảnh tương đối là rộng rãi, là dài là 3 mét, tầm 3 mét rưỡi gì đó. Mình cũng không nhớ gì lắm trong bản vẽ, nhưng mà tí nữa mình sẽ cung cấp bản vẽ cho các bạn. Các bạn xem thì hãy nhớ đăng ký kênh nhá. Tiếp đến là cửa chính, và vào bên trong đó chính là khu vực phòng khách. Khu vực phòng khách ở đây thì mình bố trí khá là rộng rãi, dành cho tất cả các bạn. Phòng khách này có chiều rộng của nó tương đối là rộng rãi, chiều rộng đây, bề rộng này là 5,4 m. Và tiếp đến là phòng phòng ăn và bếp này. Tí nữa thì chúng ta sẽ cùng vào tham quan ngôi nhà này nhé. Bây giờ mình chỉ nói sơ qua thôi. Còn đây là khu vực nhà vệ sinh này, phòng ngủ 1 này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham quan tầng 2 của ngôi nhà này. Đấy. Khu vực tầng 2 của ngôi nhà này thì mình bố trí ở đây là 3 phòng ngủ nha các bạn nhé. 3 phòng ngủ và một cái phòng ở đây là có thể là phòng sân chơi chung, xem tivi nhé. Đấy. Ở chỗ này thì chúng ta có thể thiết kế thêm một cái cửa sổ ở đây đi. Ok, thì ở đây mình đã thiết kế cho các bạn một cái cửa sổ to ở đây để cho nó thoáng cái ngôi nhà này thêm. Đầu tiên là sảnh. Sảnh ở đây thì chúng ta có thể làm những cái sân phơi hoặc là trồng cây. Hoặc là đứng ra ban công rất là mát mẻ. Tất cả các phòng thì mình bố trí rất là hợp lý, đều có cửa thông thoáng nhá. Phòng ốc thì rất là rộng. Đây các bạn chiêm ngưỡng phòng rộng. Đây là tổng thể của ngôi nhà, mái. Rồi bây giờ xin mời các bạn vào chiêm ngưỡng ngôi nhà này nhá. Đây. Điểm nhấn của ngôi nhà này, trước là mình có sử dụng hai cái cột to. To là tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Đây là cái sảnh nhá, sảnh để che mưa cho cái ngôi nhà này. Ok, đây là khu vực cửa chính này, cửa chính rồi. Đây là khu vực phòng khách này, khu vực phòng khách. Ngôi nhà này thì mình quên mất không bố trí là tivi, nhưng mà các bạn cũng có thể tưởng tượng ra, chúng ta cũng có thể đặt tivi ở đây hoặc là đặt tivi ở đây. Thì không gian ở phòng khách này tương đối là rộng rãi. Tí nữa thì mình sẽ cung cấp cho các bạn bản vẽ chi tiết ngôi nhà này. Vị trí tiếp theo chúng ta sẽ cùng vào tham quan, đó chính là khu vực nhà bếp. Khu vực nhà bếp tương đối là rộng rãi và nhìn rất là đẹp, thoáng đãng. Ở đây thì chúng ta sẽ bố trí một cái cửa sổ ở đây cho nó thoáng mát này. Bàn ăn. Ok, các bạn có thể nhìn. Đây, rất là đẹp luôn. Tiếp đến là khu vực nhà vệ sinh. Khu vực nhà vệ sinh thì mình bố trí ở đây rất là thuận tiện dành cho tất cả các bạn. Đó, khu vực nhà vệ sinh thì với có chiều rộng và chiều dài. Đấy, đây là khu vực nhà vệ sinh nha các bạn nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tham quan. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại cái căn bếp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1. Đó, phòng ngủ rất là rộng rãi nhá. Ok, và tiếp đến là chúng ta sẽ cùng nhau lên tầng 2 của ngôi nhà này. Đây là khu vực nhà tầng 2, cầu thang. Và tiếp đến là khu vực, đây là khu vực chúng ta có thể sinh hoạt chung ở tầng 2.
chúng ta có thể đặt tivi ở đây để xem. Và đằng trước này thì theo mình các bạn nên đặt một cái cửa sổ to hơn như này, cửa sổ để hút gió vào đây. Rồi trước khi lên cầu thang thì ở đây chúng ta có rất nhiều phòng ốc. Đấy. Ở đây là phòng ngủ này, còn đây là khu vực ban ban công. Đấy. Khu vực ban công này, đây cũng là một khu vực phòng ngủ này. Rồi. Đây là khu vực nhà vệ sinh nhé các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phòng ngủ tiếp theo ở trên màn hình. Ok, khu vực phòng ngủ này cũng tương đối là rộng rãi. Đấy. Và ở đây thì chúng ta cũng có một cái cửa kính. Cửa kính này làm gì? Chúng ta có thể mở ra và đi ra khu vực ban công để cho nó thoáng cái ngôi nhà của mình. Đằng trước này thì mình bố trí là kính nha, kính để làm lan can cho nó sang trọng hơn cho ngôi nhà. Đây, mình sẽ cho các bạn xem tổng thể ở khu vực này đẹp như thế nào. Đó, rất là hấp dẫn đúng không? Chỗ này chúng ta có thể treo những giỏ phong lan ở đây, rất là tuyệt vời, có một ý tưởng không tồi. Đi vào trong ngôi nhà này, tiếp đến là chúng ta sẽ cùng vào tham quan. Khu vực nhà vệ sinh nhá, đây là khu vực nhà vệ sinh, nhưng mà mình quên, mình chưa đặt thiết bị gia dụng vào đây. Tương đối là rộng rãi dành cho tất cả các bạn. Đó. Ngôi nhà rất là hấp dẫn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng ngôi nhà này từ ngoài vào trong. Bây giờ thì mình xin phép được giới thiệu bản vẽ cho tất cả bạn nha. Bạn nào yêu thích ngôi nhà này thì hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh và bình luận cái suy nghĩ của các bạn về cái ngôi nhà này nhá, có đẹp hay là không, cho mình biết ý kiến nha, để mình có thể là làm động lực để làm ra những cái video tiếp theo. Ok, thì đây là cái bản vẽ của cái ngôi nhà này. Đây là bản vẽ của cái ngôi nhà này, các bạn có thể nhìn trên màn hình thấy số liệu chi tiết của ngôi nhà. Ngôi nhà này thì có chiều dài tổng thể là 11 mét. Còn chiều rộng của nó thì các bạn có thể cộng tất cả những kích thước này nó sẽ ra 2 này và cộng tất vào. Thì mình xin giới thiệu về cái khu vực phòng khách nhá. Phòng khách thì đang sử dụng với diện tích là 5,5 x 4 5,4 nhá. Phòng khách là tương đối rộng rãi. Còn đây là khu vực sảnh, khu vực sảnh thì có hình hình vuông là 3,5. Ok, tiếp đến là phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ đầu tiên thì có chiều rộng là 3,5 và có chiều dài là 5,5 nhé các bạn nhé. Phòng ngủ này tương đối là rộng rãi và thoáng đãng rồi. Tiếp đến là khu vực nhà vệ sinh. Khu vực nhà vệ sinh ở đây thì có chiều rộng là 1,8 và chiều dài thì các bạn cứ xây theo là mình sẽ đo chiều dài của nhà vệ sinh này nó rơi khoảng tầm 2,8 m nhé các bạn nhé. Ok, mình cứ lấy tạm vào đây thôi nhé. Nên mình đo thì nó rơi khoảng tầm 2,8 m thôi. Đó, 2,8 m. Khu vực nhà bếp. Khu vực nhà bếp ở đây thì có chiều rộng của nó là rơi là 3,6 m và nhân với chiều dài là 5,5 các bạn ạ. Ok, khu vực phòng bếp này tương đối rộng rãi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào xem kích thước của tầng 2. Kích thước của tầng 2 thì các phòng đây. Thì đấy, các bạn có thể nhìn trên màn hình. Và nếu như các bạn nào mà thích cái bản vẽ này thì có thể xây theo cái bản vẽ này. Thay đổi một chút kích thước để lấy số liệu phong thủy là được.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Đặc biệt là các bạn hãy nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé, hoặc nhận những cái video mới nhất từ mình. Đặc biệt nhà bạn nào mà có muốn thiết kế mẫu nhà riêng cho các bạn thì các bạn có thể comment số điện thoại ở cuối video này, mình sẽ đọc và mình sẽ gọi điện cho các bạn để tư vấn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.